Tôi sẽ không bao giờ làm tất cả các đứa con họ thi thất vọng. Một, đó là sự thật. Trên tư lộ cho là ở thời nay có một thiên tử duy nhất con của Thượng Đế xuống trần, đó là đang ngồi đại thờ. Đó là thiệt. Cái thứ hai, tất cả những gì vụ nói trên mạng nó là từ tâm, và những chuyện vô vi như nói chị rồng hay nói chuyện với mẹ hay nói chuyện với chư Phật hay nói chị Bồ Tát, đó là thiệt. Chưa bao giờ biết đặt chuyện lên nói, cũng không cần lý do để đặt. Ồ, tại sao anh gặp Phật, tu gặp Phật được, tại cái người đó chắc người ta mới hỏi lại. Còn khi lời chị nói ra đó là sự thật, cũng giống chuyện nãy từ sáng trước khi mình tới đây ngồi, thì ngày từng nào cũng họp với mấy vị trên trời, thì mình nói thiệt, ủa sao bữa nay trời mưa mà ổng không bị dính mưa ta. Đó là đúng là thiệt đó, là cũng là cái mình học hỏi đúng không? À. Rồi mấy ngài cũng kể ở trên trời hiện giờ những cái thần tinh nó cũng giống như trái đất của mình vậy nè, cũng có thiện có ác, rồi có Atula có Phật đấu với nhau, rồi những cái thần tinh khác cũng đang động đất, đang bị quỷ hoại đó. Rồi mấy gì mới nói chỉ có trái đất của mình á là được đại phước, là vì có chuyện đầu thai xuống, là vì có các chư thiên chư Phật đầu thai xuống để mà sàng lọc, không có để tự không có để cho tự họ hủy hoại trái đất lẫn nhau. Cũng giống như những hành tinh kia nó cũng có những vũ khí lợi hại, nó bắn lẫn nhau bể nát luôn cái hành tinh của họ. Còn cái trái đất này mấy gì cản lại, nếu không Putin hay là Tập Cận Bình nó bắn 6.000 quả tiễn hạt nhân lên trời thử, mình có ngồi để yên không? Đâu có yên được, mà Phật cũng không cho chuyện nó xảy ra. Cho nên chưa ai dám nói là sẽ không có bom nguyên tử nổ. Một chị dám nói là cái gì hứa rồi, không có bom nguyên tử nổ. Chưa có ai dám nói là chế độ cộng sản sẽ cai quản cái trái đất này hay là tiếp tục còn tồn tại. Thì bảo đảm 100% cộng sản sẽ như thầy trên bốn cái dù còn lại của thiên ma sẽ bị cắt đứt khi không còn sử dụng nữa, để trả lại cái sự bình an như trái đất. Mấy nghìn năm sau sống rất là hạnh phúc vui vẻ. Đó, phải này, cái đó thì bảo đảm luôn 100% có. Mà những cái đài truyền thông, những người khác ta đâu có dám nói chuyện đó. Còn mình cái đài này á, nó siêu hơn truyền thông CNN hay là Fox nữa, hay đài Trần Nhật Phong nữa. Đài này đài của trên trời mà trời này trời thiệt nghe.